Chào mừng các anh em quay trở lại với kênh YouTube của JK Audio. Quay trở lại các anh em, ở video này chúng em đang lên một cấu hình combo karaoke mà sẽ đáp ứng được cái không gian khoảng 7 đến 80 mét vuông cho các anh em. Hay ở trong cái khoảng độ 30, 40, 50, 60, 70, 80 mét vuông, thậm chí có thể đánh được ngoài trời. Ở trong cấu hình này thì đang có một đôi loa WeWood VK720. Dòng loa này là dòng loa dành cho thị trường châu Âu phiên bản xuất EU, với cái con bát 40 rất là lớn gấu này, sở hữu cho mình một cái ngôn ngữ thiết kế cực kỳ khỏe mạnh với tông màu xanh và màu dạng vân gỗ, bát màu nâu, gân nón xếp mau dạng gân vải tẩm dầu, một con chung 20 cực kỳ lớn và hai con tép giấy và hai con tép phễu. Với cái công suất con này đánh ra maximum được 700W và độ nhạy khá là cao, độ nhạy là 95 dB, thì nó sẽ đáp ứng được không gian rất là rộng và tạo chúng ta một cái nhạc cực kỳ sống động. Ok, đôi loa này đang có giá là 12 triệu. Tiếp đến thiết bị thứ hai, đó là một chiếc đẩy. Em sẽ zoom máy lại gần. Đó, một chiếc đẩy 4 kênh 4850L, dòng đẩy 4 kênh cao cấp chuyên nghiệp về âm thanh cũng như là karaoke kinh doanh. Đó, nay em sẽ đẹp đưa về khúc phân khúc gia đình. Đẩy này có thể đánh được thêm một cặp xúc kép 50 nữa, hoặc là đánh được thêm một đôi loa full nữa. Chiếc đẩy này hiện tại cũng đang có giá là 12 triệu, chính hãng của WeWood. Công suất là 4850 và chia đều cho 4 kênh. Hiện tại con đẩy này cũng đang có giá là 12 triệu tròn này. Đó. Tiếp đến thiết bị thứ ba, đó là một chiếc vang KM8FX Limited. Phiên bản này là phiên bản đang là phiên bản cao nhất của dòng vang số chỉnh cơ của thương hiệu WeWood. Cực kỳ cao luôn, xử lý 48 bit này, có hiệu ứng mic được lập trình sẵn, 8 hiệu ứng để lựa chọn này, reverb rất là mượt mà, có cổng quang, có Bluetooth, có USB. Những cái tối ưu nhất của cái thời đại công nghệ này, giá 3,2 triệu. Tiếp đến nữa là một con nâng tiếng CB600. Với phiên bản nâng tiếng CB600 này, hiện tại đang là con nâng tiếng hay nhất trong cái phân khúc. Giá của nó đang là 1,750 triệu. Và cuối cùng là một bộ mic. Vâng, một bộ mic TD Acoustic M8 Pro đang có giá là 4 triệu. Dòng mic cao cấp của thương hiệu TD Acoustic. Dòng mic này hát karaoke rất là hay, có tính năng thông minh, tiết kiệm pin này, giọng trong sáng như pha lê, tay cầm được ứng dụng công nghệ khử bạc, cái phủ bạc nano khử mùi kháng khuẩn rất là tốt ở cái củ mic. Tổng bộ combo này, thiết bị cuối cùng nữa là con súp B340. Tổng bộ combo này là 36.950.000 đồng. Vâng. Tổng một bộ combo này là 36.950.000 đồng. Thì chúng em sẽ tặng kèm cho các anh em một món quà rất là lớn đi kèm. Thì các anh em món quà này lên đến chỉ giá lên đến 3 triệu, hơn 3 triệu đồng. Nếu các anh em không lấy món quà này thì chúng em sẽ trừ thẳng vào hóa đơn. Có nghĩa là trong cái bộ combo này là hiện tại giờ chúng em sẽ trừ thẳng vào hóa đơn cho các anh em 3 triệu nhé. Tổng bộ combo này là 36.950.000 đồng và chúng em sẽ trừ thẳng 3 triệu vào hóa đơn. Vì bộ combo này đã đầy đủ hết các thiết bị rồi, chúng em sẽ trừ thẳng 3 triệu đồng vào tiền hóa đơn. Thì các anh em chỉ cần thanh toán chúng em là 33.950.000 đồng, nó chưa đến 34 triệu là có một cấu hình cực kỳ VIP khủng đẳng cấp như này rồi. Sau đây thì em sẽ test thử một đoạn karaoke, xin mời các anh em chúng ta cùng lắng nghe và thưởng thức để kiểm âm chất lượng cái bộ combo này.
đêm thương. Rồi ngày mai sẽ ra đi phương trời, biết đâu trên đường vắng lẽo tự ly, biết đâu cuộc đời ngày mai đổi thay mà tôi vẫn còn tiếc như nhớ phút giây ban đầu. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nhé ở những video clip tiếp theo.